xin kính chào các anh chị nhà đầu tư, chào mừng các anh chị nhà đầu tư đến với chuỗi đầu tư giá trị từ A đến Z tại AZFIN Việt Nam. Trong các cái nội dung của chuỗi đầu tư từ A đến Z, AZFIN Việt Nam muốn cung cấp cho các anh chị um, các cái kiến thức về đầu tư giá trị, cũng như các cái kinh nghiệm trải nghiệm trên thị trường chứng khoán. Bên cạnh đó chính là những cái câu chuyện thâm cung bí sử hay là những cái sự thật mà các anh chị mới chỉ nhìn thấy một phần nổi mà thôi. Từ đó có thể hỗ trợ phần nào giúp các anh chị trang bị được những ý kiến thức sâu sắc, đúng và hiệu quả trong đầu tư cổ phiếu lâu dài. Thì ở trong phần thứ 24 này, thế giới phim Việt Nam muốn gửi đến quý các anh chị về cái sự thật những lời nói có cánh từ thị trường chứng khoán và các bài học vô giá cho các nhà đầu tư giá trị. Thì hôm nay là ngày 15 tháng 5 năm 2024 thì chúng ta thường hay nghe nói hay là rất nhiều người nói các chuyên gia nói ai cũng có thể trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp và cũng có rất nhiều các cái quyển sách là thì chết đinh for living thì chia sẻ với các anh chị tôi tham gia từ cuối năm 2007 thì đến nay đâu đó thì cũng gần 17 năm rồi gần 17 năm rồi thì tôi nghe rất nhiều những vấn đề này thậm chí nghe rất nhiều các anh chị chia sẻ Nói chung là tôi muốn tham gia chứng khoán để kiếm tiền nuôi con hay là kiếm thêm chi tiêu hàng tháng hay vân vân, ABC rất nhiều thứ. Thậm chí rất nhiều trẻ chị em người cũng bảo là kiếm hộp sữa. Đúng không ạ? Kiếm gọi là tiền mua mỹ phẩm. Có đấy, thậm chí là rất nhiều ấy. Đó, rất nhiều. Đấy thì họ coi đây gần như là một cái chợ để họ có thể đến họ kiếm một ít vân vân. Nhưng thực sự với các anh chị, đó là những cái sai lầm vô cùng lớn. Bởi vì để trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp, ai cũng có thể trở thành. Đúng, nhưng nó không hề đơn giản và không dễ như thế. Tuy nhiên, uh, rất nhiều người lại bị lầm tưởng. Thì uh, trước tiên chia sẻ với các anh chị, chúng ta cũng đã thấy đó. Để có bằng đại học, có được lương cao hơn trình độ cấp 3 chẳng hạn. Là về mặt trung bình nhé. Chứ không phải ai có bằng đại học cũng cao hơn các bạn à. Thì chúng ta cần mất 4 đến 6 năm mài dùi kinh sử Ở trên ghế nhà trường Với các cái trường đại học về kinh tế hay kỹ thuật bình thường Thì hết 4 năm Các trường về kiến trúc Hay là các cái trường kỹ thuật mà họ đào tạo kỹ sư Sâu thì mất 5 năm Các trường y mất 6 năm Thậm chí dài hơn Cộng thêm chi phí ăn học rất lớn Tức là chi phí cơ hội cực kỳ lớn 4 đến 6 năm đó thưa các anh chị, chi phí cơ hội ít nhất nếu tính lại kép nó lên đến 4 đến 600 triệu là ít Thậm chí lên đến hàng tỷ bạc Cộng thêm chi phí ăn uống, học hành Giai đoạn đó chia sẻ với anh chị, nó cũng tính ra chi phí cơ hội cũng lên đến cả tỷ bạc Đấy là học ở trường trong nước đấy, bây giờ đấy đó, Còn nếu học ở các trường nước ngoài, nó rất nhiều các chi phí khác Thậm chí chi phí cơ hội tính trong 4 đến 6 năm đó nó lên đến cả dăm 7 tỷ thậm chí chục tỷ thì từ đó mới có được lương cao hơn còn đối với ở trong nước ví dụ lương khởi điểm bây giờ đa phần của sinh viên đại học cũng không phải quá cao đâu là 8 triệu một tháng anh chị thử tính mà xem cái chi phí cơ hội 4 đến 6 năm mai rùi cộng thêm ăn ở học phí rất nhiều các thứ khác và đó cả tỷ bạc như thế thậm chí nhiều hơn vậy mà lương khởi điểm 8 triệu đó thế do đó rằng là để đạt được một cái gì đó nó rất là khó chứ nó không hề dễ vậy thì để đạt được thành công trên thị trường chứng khoán để có thể kiếm được tiền tỷ mỗi năm chẳng hạn đó để là nhà đầu chuyên tư chuyên nghiệp thì nó gọi là vô cùng mệt mỏi và phức tạp đặc biệt đối với những ai mà không có những cái định hướng chiến lược rõ ràng thì sẽ không bao giờ trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp được. Thì để trở thành nhà tư chuyên nghiệp thì cần gì? Thứ nhất, kiến thức phải vừa sâu vừa rộng về kinh tế, chính trị, xã hội Nhưng mà là thực chiến, chứ không phải là kiến thức trên giấy Các anh chị vẫn thường hay chê đó là ở Việt Nam rất nhiều các cái tiến sĩ lý thuyết Thì thực sự là qua tiếp xúc thì tất nhiên thì cũng nhiều thầy cô, nhiều giáo sư tiến sĩ giỏi thật Họ giỏi, rất giỏi Và nhiều vị thì họ theo cái con đường là nghiên cứu lý thuyết đấy là một đặc thù riêng. Nhưng mà đa phần đa phần thì họ chỉ là những người học rất giỏi những cái lý thuyết kiến thức ở trong sách mà thôi. Rồi sau đó họ được giữ lại trường, họ học lên thạc sĩ, tiến sĩ và họ ngồi nghiên cứu, họ thành ra cao hơn. Còn về cái thực tế, thực tiễn họ áp dụng vào thì nó không có nhiều. Thì tất nhiên ở đây mỗi người một vai trò, tức là mình không đánh giá cao hay không đánh giá thấp cái vai trò người này người kia. Đó. Nhưng mà thực sự với các anh chị là cái kiến thức để trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp ở đây nó không phải là kiến thức lý thuyết sạch vở mà nó phải là một cái kiến thức sâu rộng toàn diện nhưng mà kiến thức thực chiến ngấm vào máu chúng ta thì chúng ta mới mới gọi là kiến thức thực chiến được, thực tế được. Rồi tiếp theo các anh chị có kiến thức rồi, các anh chị phải áp dụng vào thị trường chứng khoán nhiều năm một cách thực chiến, từ đó rút ra các cái kinh nghiệm. Bởi vì ví dụ ngay cả việc vận hành về cái yếu tố và là lãi suất giảm chẳng hạn thì định giá thị trường chứng khoán cao tốt cho thị trường chứng khoán. Có hẳn là như vậy hay không? Nếu áp dụng máy móc là chết luôn đấy, bởi vì nó có một độ trễ rất dài anh chị ạ. Đó độ trễ rất rất dài chứ không chỉ là lý thuyết áp dụng thế là xong đâu đấy một đấy là một yếu tố rất đơn giản hay là yếu tố về định giá p trên e chẳng hạn nhiều anh chị các bạn học người thì cho rằng là à, pe cao thể hiện thị trường chứng khoán đánh giá cao cổ phiếu đó cổ phiếu đó rất tốt nhưng thực ra có phải vậy không thực ra 10 cổ thì đâu đó chỉ có hai ba cổ là như vậy thôi còn 7 đến 8 cổ ghen là lái nó đẩy lên đấy cổ phiếu rác đấy nó đẩy lên định giá quá cao, quá ảo và phải bán và chốt lời thôi. Nếu có, chứ đừng có lao vào mà tốt. Hay nhiều anh chị ngược lại lại bảo PE rất thấp là tốt. Thì có những trường hợp, rất nhiều trường hợp doanh nghiệp nó lợi nhuận đột biến được có một năm, gấp 10 lần. Thì nó PE bằng 2, bằng 3 cứ tưởng rất rẻ. Nhưng năm sau lợi nhuận giảm còn 1 phần 10. Thế thì PE lại thành 20, 30 lần lại trở thành đắt. Đó, đấy là những cái đơn giản nhất của những cái đơn giản thôi thì cũng cần những cái thời gian trải nghiệm để có được kinh nghiệm thực chiến thì lúc đó dần dần mới trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp được. Đúng không? Bên cạnh đó thì đặc biệt nhà đầu tư không chỉ là theo những cái gì đó chính thống hoàn toàn mà còn cần phải biết thêm các cái kỹ năng, kỹ thuật manh khóe trên thị trường chứng khoán để tránh xa được những cái cạm bẫy và tận dụng được những cái cơ hội 10 mươi ở trên thị trường chứng khoán có. Từ đó mới giúp gia tăng được cái lợi nhuận cũng như bảo vệ được cái lợi nhuận một cách bền vững lâu dài. Và quý vị lưu ý rằng khi tham gia vào thị trường chứng khoán ấy thì quý vị phải đối mặt với những cái đầu đỉnh cao nhất về tài chính chứ không phải là những con gà. Đó. Những nghiên cứu trên thế giới cũng chỉ ra ở Đài Loan hay ở Việt Nam thế thôi. 95% nhà đầu tư thua lỗ. 95% nhà đầu tư thua lỗ. Thì nếu bạn mà không được trang bị một cách đầy đủ Mà cứ ảo tưởng rằng Mình cũng trở thành nhà đầu tư chuyên nghiệp được Mình cũng có thể vào giao dịch mình kiếm sống được Thì Nó cũng không khác nào ấy Chúng ta đi chân đất, chúng ta cầm gậy tre Để chúng ta chiến đấu với quân thù Mà có súng máy, súng trường, có bom, có máy bay vân vân thất bại gần như là chắc chắn Và cái câu chuyện là chàng tí hon Có thể chiến thắng người khổng lồ ấy Thì về cơ bản là Thứ nhất là nó thường chỉ có trong chuyện cổ tích thôi Thứ hai nếu có trong đời thực đi chăng nữa Thì nó chỉ là cái tỷ lệ may mắn một phần trăm nào đó thôi Hoặc không phải không không mấy phần trăm thôi Chứ nó không đúng với thực tế Không đúng với tất cả chúng ta Và các anh chị lưu ý rằng mình hãy mình 99,99% ,99 chúng ta là những người bình thường Vậy chúng ta hãy theo những cách bình thường đi Chứ đừng có ảo tưởng, đừng có mong tưởng Dễ dàng được Và rõ ràng ở trên thị trường chứng khoán Chia sẻ luôn với các anh chị là không có thần đồng đâu Không có thần đồng trên thị trường chứng khoán Tôi khẳng định là như vậy Đó, lưu ý với các anh chị là như vậy Tiếp theo tham gia thị trường chứng khoán thì dễ dàng trở thành tỷ phú rồi là triệu phú đô la rồi vân vân thì thực sự là cái câu chuyện này anh chị có thể thấy trên mạng rất rõ à, rất nhiều bạn khoe nào thì đi mua xe ô tô vừa mới tốt nghiệp chưa tốt nghiệp tôi đã gọi là à, là trưởng phòng môi giới một công ty chứng khoán mua ô tô rồi chụp ảnh vung vẩy cả lên rồi là chụp ảnh những cái nơi sang chảnh như khách sạn 5 sao như khu du lịch nổi tiếng hay vân vân để áp hay là thỉnh thoảng vu vơ chụp một cái ảnh rồi là chém gió ví dụ sang singapore để gặp đồ quỹ lớn chuẩn bị về việt nam hay là tư vấn cho một đại gia trong lĩnh vực bất động sản hay ít gì dẹt đó họ thể hiện một cái cuộc sống rất sầu sang rất sang chảnh vân vân nhưng thưa một cái anh chị ẩn trong phía đó ấy, Đa phần là thất bại Vì sao lại vậy Nếu mà các anh chị có những người gọi là biết Về thị trường chứng khoán hay biết về các công ty chứng khoán ấy, Anh chị thử hỏi xem Ví dụ giai đoạn 2022 vừa qua Chỉ trong vòng một năm Lượng môi giới của các công ty chứng khoán Giảm bao phần trăm Thưa mấy anh chị có công ty giảm 90% Vì sao lại vậy Vì họ cháy hết sạch tài khoản của chính họ rồi Đó. Họ cháy hết sạch rồi không những họ mất hết tiền của họ Thậm chí họ vay mắc nợ hàng hàng tỷ đồng Thậm chí hàng chục tỷ đồng Đó nó rất nguy hiểm Và các cái câu chuyện trở thành triệu phú Đô la từ đầu tư chứng khoán Ví dụ như ông Ronald Reed này Ông này là một quân nhân Đi nghĩa vụ quân sự về Rồi đi làm bảo vệ Làm nhân viên trạm xăng Ông ấy tiết kiệm ông đầu tư Và lúc ông qua đời thì ông để lại hàng 7 hay 10 triệu đô la Làm tư thiện rồi lo cho các con cái của con riêng của vợ rất giỏi tạo ra một cái gương thành công hay là bà Gray này thì là một cái thư ký của cái công ty Abbott sự Abbott rất nổi tiếng Mỹ với chỉ khởi điểm bằng ba cái cổ phiếu ban đầu thôi đó thì bà đã trở thành triệu phú đô la đó đúng không ạ có thể nói là khá là thành công nhưng mà thưa với các anh chị để có những cái gương thành công như vậy thì trước đó thì có hàng trăm người, hàng nghìn người, thậm chí hàng nhiều triệu người đã phải cháy sạch túi, khánh kiệt về cái thị trường chứng khoán rồi, chứ nó không hề dễ một chút nào. Hay là ví dụ người ta hay nêu là Bill Gates, hay là Mark Zuckerberg, hai tỷ phú không cần học đại học nhưng cũng có thể thành công, đúng không? Và rất nhiều các bạn trẻ bảo là đúng, học đại học không phải con đường duy nhất. Thì điều này tôi đồng ý Rất đồng ý Nhưng thưa mấy các anh chị Trong hàng ngàn hàng vạn người bỏ đại học ấy Thì chỉ có Rất hiếm người được như vậy thôi Còn lại Đa phần là đều thất bại cả mà thôi Và lưu ý đến anh chị Ví dụ như ở Bill Gates chẳng hạn Ở Mark Zuckerberg chẳng hạn Các ông ý thì gọi là bỏ không lấy bằng đại học thôi Chứ các ông học cũng, cũng gần hết chương trình đấy rồi cộng thêm là các ông không học ở trường nhưng mà các ông học ở bên ngoài. Các ông học những cái kiến thức nó còn chuyên sâu, cao siêu, nó còn nhiều gấp nhiều lần việc học ở cái cấp độ tiến sĩ của cảnh anh chị ạ. Nhiều nhiều lần so với ông học để lấy bằng tiến sĩ. Chẳng qua là người ta không lấy bằng mà thôi. Tương tự như thế, những người để trở thành triệu phú trên thị trường chứng khoán ấy. Thứ nhất rất ít thứ hai để đạt được như thế thì là họ phải trải qua rất nhiều các cái quá trình đào thải quá trình thất bại rồi lúc đó xây dựng lên kinh nghiệm và kiến thức thì từ đó mới có thể đầu tư và có hiệu quả được và số đó là rất ít nhân đây cũng chia sẻ cùng anh chị uh, nhiều anh chị thì biết phục cũng chơi cùng rất là nhiều nhà đầu tư thành công rồi bảo sao đúng là nhiều nhà đầu tư đầu tư rất dễ dàng thành các tỷ phú bởi vì bạn phục người chia sẻ của anh chị chơi cùng từ năm 2007 08 09 đến bây giờ ấy, thì có anh thành công nhất thì cũng có khoảng độ 3 4 ngàn tỷ. Có mấy anh trên 1 ngàn tỷ. Nhưng mà nhìn lại thưa với anh chị, số lượng người lướt qua chơi cùng phục từ thời gian đó đến bây giờ đâu đó cũng khoảng ngàn người thì trong đó chỉ có mấy anh chuyên sâu đạt được thành quả lớn như vậy thôi còn lại những anh kia bỏ nghề rồi bán sới rồi có những anh thì không bao giờ thấy xuất hiện mặt nữa rồi còn đa phần các anh là phải bỏ nghề bán sới và nói không với cổ phiếu do đó rằng cái việc tham gia thị trường chứng khoán dễ, dễ dàng trở thành tỷ phú là một điều nói dối rất trắng trợn các anh chị ạ chứ không hề không hề đúng với đa phần thực tế Mà nó chỉ với một số rất ít mà thôi Tiếp theo rồi nhiều vị khoe lên mạng Rồi là đi gọi sale các nhà đầu tư Đó là đầu tư một năm thì tiền lời bằng cả đời làm việc Hay là một phiên của thị trường chứng khoán này Và gửi ngân hàng 1 đến 2 năm Thì nếu có 10 tỷ đồng chẳng hạn Rất nhiều bạn mơ mộng kiểu này Rất nhiều anh chị Đầu tư một năm lãi trăm thì được 2 tỷ mà 2 tỷ này thì không mất nhiều công sức bỏ ra được toàn bộ Thì bằng lương, bằng thu nhập chủ động của một ông giám đốc tập đoàn 5 tỷ một năm Bởi vì ông nào thu nhập 5 tỷ năm thì ông ấy chi phí cho cuộc sống cho đủ thứ Các thứ ít nhất phải hết 2-3 tỷ, 3 tỷ rồi Đúng không ạ? Đó, và để lương 5 tỷ một năm là phải là CEO của một tập đoàn lớn chứ không phải nhỏ Còn giám đốc của một công ty nhỏ nhỏ bây giờ lương khoảng 30-50 triệu một tháng thôi Tức là một năm đâu đó được gần tỷ thôi anh chị nhé. Rồi tiếp theo. Một phiên tăng trần của HOSE là 7%. HNX là 10%. Upcom là 15%. Gấp từ 1,4 đến 3 lần so với lãi gửi ngân hàng. Thế do đó mua vào cổ phiếu chỉ cần một trần thôi là chúng ta đủ. Đủ ạ. Chỉ cần một trần thôi là đủ. Nghe có vẻ rất dễ dàng. Đúng không? Nhưng. Thưa một cái anh chị. 10 tỷ mà vận hành đầu tư không cẩn thận ý. Thì một năm về không là bình thường. Thậm chí vác nhà, vác cửa, vác ô tô bán sạch ý là bình thường Nhảy cầu là bình thường Hay là một phiên giảm sàn Nó tăng mạnh đấy Nhưng mà ngược lại nếu một phiên giảm sàn của HOSE cũng là 7% HNX cũng là 10% Và Upcom cũng là 15% Và chỉ vài phiên thôi là bay mất vài chục phần trăm tài sản của các anh chị được Nếu anh chị nào tham gia 2022 Các anh chị hãy nhớ lại một cổ phiếu hàng đầu tốt như Techcombank Giá từ 58 về còn dưới 20 anh chị thấy FPT là một cổ phiếu bây giờ anh chị thấy quá tuyệt vời Nhưng thưa mấy anh chị giai đoạn đó nó cũng giảm ba mươi mấy phần trăm gần bốn phần trăm Đâu có ít Rất khủng khiếp Thế do đó rằng là chúng ta nhìn về thị trường chứng khoán Chúng ta cần phải nhìn cả hai mặt Chứ đừng nên nhìn một chiều Và cung cấp lại với các anh chị một thông tin Đó là có tới 90 đến 95 nhà đầu tư thua lỗ Ở trong nội dung clip này Thời điểm này là vào tháng 5 2024 Thưa các anh chị từ đầu năm đến nay thị trường chứng khoán từ đầu năm 2024 đến 15 tháng 5 2024 tăng khoảng độ 10 11 12% 10% gì đấy. Nhưng mà theo thống kê của bạn phục ở một công ty chứng khoán top đầu thì đâu đó vẫn khoảng độ 93 94% nhà đầu tư lỗ. Chứ nó không dễ ăn đâu. Đúng không ạ? tiếp theo thì rất nhiều các anh chị ở thành công ở các lĩnh vực khác thì gần đây thì cũng rất quan tâm đến thị trường chứng khoán ví dụ như điển hình đó là các anh chị đầu tư bất động sản rồi các anh chị chủ các doanh nghiệp thì các anh chị rất quan tâm đến kênh này bởi vì các anh chị tâm niệm rằng đây là một kênh phân bổ tài sản cũng rất tốt bởi vì ở trên thế giới kênh cổ phiếu kênh thị trường chứng khoán là một kênh có thể nói là lớn nhất và cũng như là hiệu quả nhất và là một kênh không thể thiếu đối với những cái người giàu có tầng lớp thượng lưu. À, chính vì thế cho nên là các anh chị ấy tham gia thị trường chứng khoán nhiều. Và trong số đó thì đa phần các anh chị rất tự tin. Ôi thị trường doanh nghiệp ta điều hành cả ngàn nhân sự, vốn cả ngàn tỷ. Tôi còn làm rất tốt, uống chi này tham gia mấy cái thị trường chứng khoán đơn giản này. Hay là các anh chị đầu tư bất động sản thành công Kiếm được cả trăm cả ngàn tỷ từ bất động sản Chứng khoán nó cũng thế thôi Chứ thậm chí nó dễ hơn nhiều Đúng không? Tuy vậy thì xin lưu ý với quý các anh chị Các anh chị giỏi ở lĩnh vực khác Nhưng mà tham gia vào thị trường chứng khoán không cẩn thận là cũng giá đi hết Bởi vì thực sự trao đổi của anh chị là Phục cũng đã chứng kiến rất nhiều Trước đây Phục làm một công ty chứng khoán top đầu Việt Nam thì cái giai đoạn năm 2007, 2008, 2009, 2010 ấy, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010 ấy, Thưa các anh chị Công ty chứng khoán đó có một cái phòng thiết kế riêng Dành cho các anh chị từ Đông Âu về Chủ yếu là từ Nga, Ukraine, Ba Lan, Tiệp khác về Là một cái phòng riêng thì hồi đó thì các anh chị đâu đó đóng góp doanh số cho công ty những cái giai đoạn đầu đâu đó 7-80% Đóng góp lớn lắm giao dịch đóng góp phí giao dịch đóng góp các thứ cho công ty chứng khoán bảy tám mươi có một phòng mấy người thôi các anh chị hồi nhiều tiền lắm nhiều kinh khủng luôn năm hai nghìn sáu bảy mà người ta đã có hàng trăm tỷ thậm chí vài trăm tỷ nhiều hơn cực kỳ lớn luôn cực kỳ nhiều luôn họ rất giàu có là những doanh nhân rất thành đạt ở đông âu về tuy nhiên thì khi tham gia thị trường chứng khoán thì tính đến năm 2018 19 Thưa mà các anh chị rất đáng buồn rằng là cái vòng ấy đâu đó hết sạch rồi Các anh chị giải tán hết rồi Thì câu chuyện qua một anh còn ở lại Thì anh ấy còn ở lại thì về cơ bản thì anh cũng không kiếm được nhiều tiền đâu Nhưng mà anh ở lại anh lại chuyển sang làm nghề môi giới Vì anh bảo là thôi bây giờ quen thì anh có tuổi thì anh cũng không thay đổi gì được nữa rồi Mà anh cũng đam mê nữa rồi thì anh ở lại Thì hỏi qua thì các anh kia thế nào Thì có anh thì mất ba bốn cái nhà phố cổ mất sạch rồi chả còn gì có anh thì vợ bỏ bởi vì hết tiền nợ lần trông chất có anh thì bây giờ bi đát đến nỗi là đi làm xe ôm để kiếm thêm kiếm đồng chi tiêu bởi vì các anh từ đông âu về quen ngồi quẩy rồi rất nhiều anh khó khăn các anh khác khá hơn thì các anh ấy mở doanh nghiệp các anh lại kinh doanh để làm lại từ đầu và những người từ Đông Âu đó, thưa các anh chị, đều là những vị tinh tú cả. Đều là những người gọi là đi theo diện du học khủng khiếp nhất từ trước đến nay. Chứ không phải đơn giản. Bởi vì thời của họ mà họ đỗ trung cấp, đỗ cao đẳng ở chỗ phục là rất là ghê rồi. Thế mà họ đã được du học Đông Âu rồi. Khủng khiếp lắm. Hay là ngài, ngay cả ngài Isaac Newton, một trong nhà khoa học nổi tiếng nhất thế giới, đỉnh cao nhất thế giới, từ xưa đến nay, cũng phải thốt lên rằng Tôi có thể tính được chuyển động của các thiên thể nhưng không thể tính được sự điên rồ của con người trên thị trường chứng khoán. Và ông đã gọi gần như là khánh kiệt vì cái thị trường chứng khoán. Từ đó ông ấy tuyên bố, các vị đừng bao giờ nhắc đến thị trường chứng khoán trước mặt tôi nữa. Hay là đại thi hào Mark Twain gì đó rất nổi tiếng. Thì ông nói rằng là tháng 12 là tháng đầu tư chứng khoán rất rủi ro. Và tháng 1 đến tháng 11 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 Cũng vậy Bởi vì ông ấy đã mất tới 150.000 đô Và những năm 1880 Tương đương với nhiều triệu đô bây giờ Và đó đều là những Cao thủ đều là những thiên tài Ở những lĩnh vực của họ Nhưng mà khi tham gia thị trường chứng khoán Thì Có thể họ không là cái gì cả Và ai tham gia thị trường chứng khoán ấy với tâm thế kẻ cả chủ quan kiêu ngạo tự tin nhiều bấy nhiều thì dễ đứt bấy nhiều đó thì đấy là những cái lưu ý thêm đối với những các anh chị mà đang rất có điều kiện đang rất giỏi ở các lĩnh vực khác đang rất giỏi ở lĩnh vực khác thì hãy lưu ý điều đó khi các anh chị tham gia thị trường chứng khoán đây không phải là phục dọa các anh chị mà thực tế là như thế các anh chị có thể lấy rất nhiều ví dụ và tổng kết lại cho vấn đề này thì những gì các anh chị nghe thấy cảm nhận thấy đa phần ở trên mạng xã hội ấy, nó chỉ là phần nổi của tảng băng chìm thôi còn cái phần ẩn phía dưới đó nó mới thực sự là sự thật và khủng khiếp và thị trường chứng khoán tuy là một mỏ vàng thật đấy nhưng đào không cẩn thận ý, thì nó sẽ sập hầm và không được gì cả. Thậm chí mất cả tính mạng của chúng ta. Vậy thì thị trường chứng khoán nó nguy hiểm, nó rủi ro như vậy. Chúng ta phải tránh sai sao? Thì Phục vẫn thường trao đổi với các anh chị em nhà đầu tư. Nếu ông không trở thành người giỏi top 1 đến 5% trên thị trường khoán tốt nhất hãy tránh xa nó đi vác tiền mà gửi tiết kiệm cho nó an tâm dành thời gian đó mà tập trung vào công việc và gia đình từ đó có cuộc sống vui vẻ hạnh phúc đó, nếu không nằm được top đầu à, còn những anh chị mà vẫn quyết tâm tham gia một cái kênh đầu tư đầy tiềm năng như thế này thì phổ cũng thường đặt ra câu hỏi thị trường chứng khoán vẫn tăng hơn 12% một năm trung bình trong 24 năm qua trong khi đó thì 95, không 95 không đủ đâu Phải 97, 98% nhà đầu tư thua lỗ Vậy thì cái lợi nhuận kia đi đâu Vậy thì 1 đến 5% nhà đầu tư còn lại sẽ như thế nào Thì đó chính là những cái tấm gương anh chị được người ta giao giảng Người ta đưa lên đấy Đó là ok Đây ngay cả phục đây, bạn phục đây Từ đầu năm đến nay, chưa đến 5 tháng, 4 tháng rưỡi một anh cao thủ nhất đấy mấy nghìn tỷ ấy, từ đầu năm nay anh ấy kiếm đâu đó khoảng độ hơn 1.600 tỷ rồi bằng luôn một tập đoàn cực kỳ lớn kinh doanh ấy. phải nói một tập đoàn cực kỳ lớn kinh doanh nhân sự lên đến hàng vài chục ngàn người mới làm được 1.600 tỷ nhưng mà mình ông ấy lãi được 1.600 tỷ trong hơn hơn 4 tháng qua đấy và năm nay ông đặt mục tiêu lãi 4.000 tỷ Ghê gớm đến như thế cơ mà nhưng số đó là số rất ít Số đó là 0,001% thôi Đó Thế thì cái câu chuyện ở đây này Ok Thị trường chứng khoán Rất nhiều người lỗ Vậy thì Nhìn theo một góc độ khác Sẽ là Lợi nhuận cực kỳ lớn cho những người Có lại Và Cái câu trả lời cần ở đây đó là nếu anh chị tham gia thị trường chứng khoán Thì phải đặt mục tiêu Phải xây dựng chiến lược kế hoạch để đạt được mốc Mình là 1 đến 5% nhà đầu tư xuất sắc nhất Thì mới nên tham gia Còn không thì ở ngoài đi Đó. Vậy thì làm như thế nào Để có thể đạt được top 1 đến 5% Thứ nhất nếu anh chị tự triển khai được Thì đây là tôi phục khuyến khích Tốt nhất là như thế bởi vì thưa mấy anh chị thì Phục cũng là tự triển khai thôi Tự triển khai thôi Các cái học tập của Phục chủ yếu là à, Cũng đọc sách Rồi ứng dụng vào thị trường thôi Còn việc đọc sách thì Phục cũng không đọc nhiều lắm đâu Thưa mấy anh chị số lượng sách Phục đọc trong vòng mười mấy năm qua Về chứng khoán đâu đó nó cũng chưa đến chục quyển đâu Nó cũng không nhiều đâu Rồi sau đó ứng dụng và xây dựng thôi Thế thì đối với các anh chị Các bạn muốn trở thành một nhà đầu tư chuyên nghiệp Thành công Mà muốn tự mình làm được điều đó thì có những lời khuyên như sau thứ nhất thì phải đi tìm kiếm xây dựng được một cái triết lý đầu tư phù hợp với bản thân mình à, mọi con đường đều dẫn đến thành rung có rất nhiều các chiến lược phước pháp có thể mang lại thành công đó vậy thì hãy chọn lấy một phương pháp chiến lược phù hợp với bản thân mình thì ở đây thì nhân đây thì cũng chia sẻ luôn với anh chị nếu mà muốn trở thành một nhà đầu tư lâu dài lớn và với cái mong ước lên đến quản lý hàng trăm triệu đô hàng lớn hơn ấy thì rõ ràng phương pháp đầu tư giá trị sẽ phù hợp hơn và nếu các anh chị muốn là một cái nhà giao dịch chứng khoán kiếm tiền hàng ngày hàng tháng vân vân trong lâu dài ấy, thì các anh chị có thể học phân tích kỹ thuật thế là có thể đó và làm sao mà xây dựng cái chiến lược ấy nó phải cái triết lý nó phải phù hợp với mình phù hợp với mình và học đầu tư phải học từ người giỏi nhất kỹ thuật hay cơ bản thế phục học đầu tư từ ai đó là phục học từ các cái triết lý đầu tư của Warren Buffett không phải từ ai cả đó. và từ đó biến đổi xây dựng dần dần phù hợp với bản thân phù hợp với thị trường chứng khoán Việt Nam rồi yếu tố thứ hai sau khi mà uh, thử nghiệm chán đi tìm kiếm chán đi tìm được một phương pháp gọi là chân lý cho mình rồi ấy thì các anh chị hãy liên tục áp dụng và cải tiến không ngừng nó để từ đó mang lại được cái triết lý thực sự biến nó thành của mình thực sự nó có hiệu quả và cuối cùng là hãy kỷ luật thực thi bởi vì một số anh chị cũng có những cái thành tựu nhất định nhưng sau đó thì tự kêu và phá vỡ kỷ luật và cuối cùng chỉ ra đi sau một mùa thôi chứ không nhiều lắm đâu thì đó đấy là các anh tự chị muốn tự triển khai còn các anh chị muốn học hỏi thêm hoặc muốn có người đồng hành cùng Để đi nhanh hơn Hiệu quả hơn Vững chắc hơn Thì AZFIN cũng có các cái chương trình để các anh chị tham gia Đó là tham gia hội viên hội viên Để có được cái kiến thức toàn diện Ví dụ như hội viên vàng đi Thì có tổng cộng là 10 clip một 10 clip Một tháng Cái triệu. 10 clip một tháng Đầy đủ tất cả từ A à, đây Từ phân tích đánh giá doanh nghiệp Đến định giá doanh nghiệp Rồi đến các kiến thức, kinh nghiệm, kỹ năng đầu tư Vân vân Bên cạnh đó thì các anh chị nghe cái clip free Của chữ của AZFIN Việt Nam Giống như nội dung clip này đó, Thì các anh chị sẽ có kiến thức Được toàn diện, đúng đắn hơn Tất tất nhiên thì AZFIN Cũng không thể khẳng định rằng là chuyên môn Của chúng tôi tốt Hay tốt nhất nhưng chúng tôi tin rằng những cái gì chúng tôi cung cấp ở đây Thì tới 99% là rất trung thực và chính xác <laughs> Còn một vài phần trăm Thì có thể là chúng tôi không chắc Để trao đổi với quý vị là như vậy Và sau khi tham gia được những cái hội viên Để có những cái kiến thức chuyên sâu, sâu sắc Còn quý vị lại muốn có cái việc là đầu tư một cách bài bản chẳng hạn Thì có thể đồng hành cùng tích sản cổ phiếu Đối với những người tích lũy nhỏ mỗi tháng 1-2 triệu, 3-4 triệu, 5-6 triệu Chúng ta tích lũy bằng tích sản cổ phiếu Thì nó không mất thời gian cho chúng ta mà chúng ta vẫn đạt được cái hiệu quả lâu dài Hoặc là anh chị nào quy mô tiền lớn hơn muốn giải ngân một cục Ví dụ tối thiểu phải 3-500 triệu, 1-2 tỷ Thì các anh chị có thể tham gia báo cáo chiến lược Thì tham gia báo cáo chiến lược thì cũng không phải lúc nào cũng tham gia được Bởi một năm đâu đó có một hai lần thôi, chứ nó không nhiều đó thì khi đó thì các anh chị sẽ có những cái danh mục đầu tư rất bài bản chiến lược giải ngân chiến lược đi tiền rồi là vân vân chốt lời vân vân ra sao theo đúng trường phái đầu tư giá trị rồi tiếp theo đối với các anh chị là chủ doanh nghiệp là những nhà đầu tư lớn thì các anh chị muốn nhanh chóng chinh phục được cái kênh này và muốn có người đồng hành để đầu tư hiệu quả hơn thì cũng giống như các anh chị đầu tư bất động sản thôi thì các anh chị rất cũng rất muốn có các cái đầu mối này đầu mối kia họ cung thông cấp thông tin dự án abc vân vân để các anh chị đầu tư đúng không họ hỗ trợ các anh chị về phân tích đánh giá nghiên cứu pháp lý vân vân đấy thì tương tự thế thì Fin trong cổ phiếu cũng vậy thì Fin có chương trình quản lý gia sản sẽ hỗ trợ các anh chị là có quy mô nạp tối thiểu là trên 5 tỷ đầu tư tức là tài sản các anh chị tối thiểu phải triệu đô đó thì Fin sẽ đồng hành cùng với cái chương trình cao cấp là quản lý gia sản ở đó thì sẽ thực hiện nếu anh chị cảm thấy cần thiết, tin kia cậy với e ZFIN cũng cảm thấy là hỗ trợ được. Thế e ZFIN sẽ hỗ trợ cơ cấu cái tài sản của anh chị đầu tiên, rồi sau đó là xây dựng các mục tiêu tài chính và rồi đó sau đó thì mới phân bổ tài sản vào các kênh như thế nào. Và trong đó kênh cổ phiếu, trái phiếu thì e ZFIN sẽ phụ trách chính, truyền sâu chính, rồi phân đổ vào cổ và trái phiếu với mục tiêu là gì? đặt đúng chỗ tài sản ra sao thì sẽ có ở đó và cuối cùng thì vẫn phải có đó là tuân thủ các cái kỷ luật thì mới có thể lọt ở top 1 đến 5 phần trăm và trao đổi cùng anh chị trong cái báo cáo chiến lược năm 2020 21 22 23 24 thì cũng khá là may mắn phải nói là yếu tố đầu tiên là luôn luôn có là may mắn thứ hai là cũng rất tự hào đó là các nhà đầu tư tham gia báo cáo chiến lược đều có lợi suất cao hơn thị trường một năm trung bình khoảng hai hơn 20%. Ví dụ năm 2021 thị trường chứng khoán tăng rất mạnh, ba mấy phần trăm thì uh, danh mục AZFin được khoảng 75 76%. Ờ uh, năm 2022 thị trường chứng khoán giảm 30% thì danh mục AZFin giảm 9,4 9,7%. Năm 2023 thì uh, danh mục danh danh mục tăng 36,3% trong khi thị trường tăng 13,3%. Và sau 4 tháng rưỡi vừa rồi index tăng khoảng 11 12% gì đấy. Thì à uh, báo cáo chiến lược được khoảng độ 23%. Đó. Đó thì chính vì cái kết quả như thế thì sau cái việc thống kê tại các một công ty chứng khoán top đầu ấy, chứ không phải các thì thấy rằng nếu như vậy thì các nhà đầu tư tham gia vào cáo chiến lược thì nằm khoảng độ top 0,5%. 0,5% thì cũng may mắn là như vậy Và cũng rất hy vọng lâu dài Sẽ có thể hỗ trợ tham gia Góp một phần nào cho thị trường chứng khoán phát triển tốt hơn và nhiều nhà đầu tư đầu tư giá trị tốt hơn. Và không những đầu tư ở Việt Nam, nếu có thể thì AZFIN cũng rất tham vọng là mình còn đi kiếm tiền ở trên quốc tế cơ. Đầu tư vào những cái thị trường chứng khoán khác để có những cái dòng tiền ngoại tệ về. Cũng giống như là đội Đông Âu, họ đội Trung Đông rất giàu như là Ả Rập Xê Út, Quả Ta, các tiểu vương quốc Ả Rập. Họ có được tiền từ khai thác dầu họ không vung phí mà họ vác đi họ đầu tư khắp thế giới thế thì họ có những cái nguồn thu nó rất bền vững sau này dầu có thể hết đi thì họ vẫn có được những cái nguồn lợi rất lớn cho phát triển đất nước đó thì đấy cũng là mong muốn của ezfin việt nam thì trên đây chính là những cái nội dung ezfin việt nam muốn gửi đến quý các anh chị chúc các anh chị uh, nhiều sức khỏe và thành công xin chào và hẹn gặp lại